Sau gần 24 tiếng gây án, đối tượng dùng bình xịt hơi cay cướp tiệm vàng tại trung tâm thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận bị bắt giữ khi đang trên đường từ Bình Dương đi thành phố Hồ Chí Minh. Chiều qua, Thái Văn Trường, sinh năm 1992, trú xã Ea Nam, huyện Ea Hờ Leo, Đắk Đoa, tỉnh Đắk Lắk, bị công an khống chế khi đang từ Bình Dương đi thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đối tượng thực hiện vụ cướp tiệm vàng Mỹ Hoa Kim ở phường Đức Long, thành phố Phan Thiết. Công an thu hồi toàn bộ tang vật vụ án, gồm số trang sức khoảng 2 lượng vàng và chiếc xe máy gây án. Đối tượng cũng được dẫn giải về Bình Thuận để làm rõ vụ án. Thông tin ban đầu, sau một thời gian làm công nhân ở Bình Dương, Trường ra Bình Thuận thuê nhà nghỉ trên địa bàn thành phố Phan Thiết với giấy tờ giả mang tên Lê Hoàng Anh, nghiên cứu cướp tiệm vàng. Chiều ngày 18 tháng 4, Trường thuê xe máy của nhà nghỉ đi lòng vòng trên các tuyến đường ở thành phố. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, đối tượng đến tiệm vàng Mỹ Hoa Kim và thực hiện hành vi cướp tiệm vàng. Để tránh sự truy bắt của công an, Trường sửa biển số xe 59Y1-19891 thành 59Y1-18891. Quá trình lẩn trốn, đối tượng còn sử dụng nhiều chiêu thức để đánh lạc hướng công an, như cố tình bắt xe khách về Gia Lai, rồi xuống xe giữa đường để bắt xe khác vào lại Bình Dương. Chiều qua, trên địa bàn xã Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy. Tàu du lịch chở 42 khách nước ngoài từ Phnom Penh, Campuchia tới Châu Đốc, An Giang. Khi đến địa phận xã Vĩnh Sương thì va chạm với phà chở khách chạy ngang qua. Mũi phà đâm vào giữa mạn tàu du lịch làm bể một mảng lớn. Nam hướng dẫn viên 36 tuổi, quê thị xã Tân Châu, bị mảnh sắt cắt lìa cánh tay phải, gãy hai chân. Hai nam du khách, người Đức và Pháp, 57 và 67 tuổi, bị gãy chân trái.